Tình xin chào cả nhà nha. Hôm nay là tập hôm nay là Tình phát trực tiếp cái tập 23 đó cả nhà, tập ngày 19 tháng 4. Thì ngày hôm qua ngày 18 tháng 4 á, ngày âm á là ngày 10 tháng 3 đó cả nhà. Thì Tình đăng cái video lên á thì được rất là nhiều cái sự ủng hộ của cả nhà mình ha. Tình bán sạch cái nhà xe luôn rồi. Hôm nay chỉ còn có 6 chiếc xe thôi. Đó, như đây như nguyên cái lô này là anh em mình cho đi ship hồi chiều hôm qua rồi, nhưng mà còn ứ lại 4 chiếc tại cái xe nó chỉ ship được có mười mấy chiếc thôi. Còn dư lại 4 chiếc thì hôm nay mình mới cho ship tiếp ha. Thì ở bên mình là mình cho đi ship xe thì mình sẽ bọc mút nha cả nhà. Đó thì bên mình sẽ có hai hãng ship xe nha, một hãng ship gần là ở bên Thiên Phát, còn một hãng ship xa là ở bên Nhất Tính nha cả nhà. Đó thì những cái bọc mút này là Tình sẽ cho đi ship ở bên Nhất Tính này, đi ship xa này. Ví dụ như các tỉnh miền Trung, miền Bắc thì đi ship xa thì Tình sẽ cho bọc mút kỹ hết nha cả nhà, để đỡ chày đó. Còn những cái ship ở gần đây thì nhà xe người ta sẽ tự bọc cho Tình luôn. Đó, ở đây thì Tình sẽ cho những cái ship xa thì Tình tại ship xa thì mình sẽ cho anh em bọc nha. Còn như cái chiếc này thì hôm qua mình quay lên mình nói anh mới cọc có 1 triệu mà để chưa lấy thì mình mới quay lên thì anh đã đưa tiền đủ rồi. Chiếc này mình cũng bán rồi ha, mấy chiếc trong này là mình bán hết rồi. Thì mấy anh em cọc xe lưu ý giúp Tình nha, là mình chỉ nhận cọc đúng 3 ngày nha anh em. Nếu mà anh em mà không lên lấy là mình sẽ bán nha. Đó là mình báo trước, ở đây mình chỉ cọc xe tới cửa hàng lấy là trong vòng 3 ngày. Đó, anh em có vấn đề gì thì phải điện riêng cho Tình để Tình biết nha, chứ không có em là Tình sẽ bán đó. Từ cái ngày mình cọc tiền tới cái ngày mà mình lên lấy là 3 ngày nha cả nhà, chú ý giúp Tình nha. Rồi thì hôm nay Tình quay lên để thông báo là cái cửa hàng của mình đã hết xe nha, và mình còn 6 cái xe cuối cùng. Chiếc Novo nữa là 7 cái xe cuối cùng. Đó, mình sẽ đăng lên để giảm giá cái lô xe này luôn nha. Xe mới về được có hai video thôi, nhưng mà do nó còn có 6 chiếc cho nên là mình giảm giá luôn. Đó, mình giảm giá hôm nay là mình giảm mấy chiếc xe này là mình giảm 1 triệu hết nha cả nhà. Anh em chú ý nha, anh em mua được chiếc nào thì nhanh tay mua nha. Tất cả mình đều giảm 1 triệu, 7 chiếc này là mình giảm 7 triệu nha cả nhà. Đó, anh em chú ý là như chiếc này nha, chiếc đầu tiên nè, Sirius đời 2013, bánh đùm nha. Nói cái giá này bớt 1 triệu, mà cái dòng xe này mà bớt 1 triệu là Tình đã lỗ rồi nha cả nhà. Tại vì mình lời mấy cái chiếc này là có 5-700 thôi. Cái đợt về nhà mà hôm qua Tình giảm 500 rồi thì hôm nay mình giảm 500 tiếp nữa là 1 triệu. Thì gọi như là Tình đã bán dưới cái giá giốm của Tình luôn này nha. Đó. Rồi như chiếc này là video đầu là Tình đang đăng 8.3 triệu đời 2013. Đây. Đó thì hôm qua mình giảm còn 7.8 triệu này, nhưng mà bây giờ mình sẽ giảm 1 triệu nha. Là còn 8.3 triệu trừ 1 triệu là còn 7.3 triệu nha cả nhà. 7.3 triệu ha. Đó. Xe này thì liền lạc nha, liền lạc, áo liền lạc hết. Không bể chỗ nào hết nha cả nhà. Nền zin nha, nền V-Bix zin của xe hãng Yamaha. Vỏ trước sau đang còn mới nè, vỏ đang còn gai nha, vỏ này mới thay luôn nha cả nhà ha. Bên này nó bị ngược sáng. Đây. Đó, vỏ mới thay đang còn gai nè, gai sâu luôn nha. Đây, để Tình mở cái đèn lên cho nó sáng xíu nha cả nhà ha. Đó. Rồi. Như bên đây là còn 8.3 triệu, như bên đây là chiếc Sirius biển số 07699. À, xe này thì thay tem nha, có lên phục nè, lên ba ga, thắng đĩa nha cả nhà, bánh căm thắng đĩa nha. Xe này nhìn cũng liền nha cả nhà, liền đẹp máy êm nha. Con này mình cũng thử cái máy nó êm. Đó, xe này mình đang bán 7.7 triệu nè. Tại vì cái giá này là giá tầm giảm giá là còn 7.2 triệu đó cả nhà. Thì 7.7 triệu hôm nay mình giảm 1 triệu là còn 6.7 triệu nha. Anh em lưu ý nha, 6.7 triệu. Cho ra đi hết luôn, còn có 6-7 chiếc là mình giải quyết cho nó gọn trong ngày hôm nay luôn. Nói chung Tình thì ở đây mọi người biết rồi. Như hôm qua đăng hai mấy chiếc bán có ngày hôm qua là hôm nay còn có 6 chiếc là mọi người biết cái sức bán xe ở bên mình nhanh cỡ nào rồi nha cả nhà. Tại vì rất là nhiều người mua giờ ship các kiểu cho nên Tình không có quay lại kịp á, đông khách quá. Mà một anh thì đi gom xe cho Tình rồi, một anh thợ thì lo làm xe, một mình vừa ghi vừa bán vừa ấy, cho nên là
không có thời gian để mình quay lại những cái clip mà khách tới mua rồi giống như trước á. Để mình nếu mà đông người á, thì mình có thời gian mình ghi được, mình quay phim được cả nhà. Nhưng mà nay là khách đông quá, ghi giấy đứng ghi giấy không một chỗ cũng không kịp nữa, cho nên là không có quay được, để cho cô chú anh chị mình nhìn xíu cho vui ha. Rồi như chiếc này thì tình bán là 7.700.000 nè, giảm giá 1.000.000 còn 6.700.000 luôn nha. Đó anh em biết những cái xe Cirrus Nhật mà giá 6.000.000 mấy 7.000.000 mấy là rất là rẻ nha cả nhà, có 6.700.000 à. Đó. Đây như bên đây là chiếc Taurus của hãng Yamaha luôn. Xe liền lạc bánh mâm nha. À, không lai tạp đồ. Biển số 52514. Anh em mình đang còn tới 4 chiếc xe Cirrus. Cho nên anh em mình mua chiếc nào thì mình lưu ý là chụp màn hình lại gửi qua cái xe đó cho Tình, hoặc là đọc cái biển số nha. Để Tình nhớ Tình bán chứ để mất công bán lộn mấy xe đó cả nhà. Đây. Đó, Tình có quay biển số kỹ hết cho nên là anh em mình mua chiếc nào thì chụp lại cái biển số giúp Tình nha. Rồi như chiếc này thì Tình đang bán 6.200.000 nè. Hôm nay mình giảm 1.000.000. 6.200.000, 5.700.000. Giảm 1.000.000 luôn, còn 5.200.000 nha cả nhà. Chết rồi, bằng cái xe Trung Quốc luôn nha. Quá rồi. Xe Taurus hãng Yamaha mình bán có 5.200.000 nha. Xe Trung Quốc bây giờ mấy chiếc Wayrim hay mấy chiếc Cirrus Trung Quốc này kia người ta cũng bán là 5-6.000.000 rồi. Mấy chiếc Cirrus Trung Quốc người ta bán 5-6.000.000 rồi cả nhà. Còn đây xe Nhật mình bán có 5.200.000 nè. Con này mình lỗ hết 300-400 gì đó nha cả nhà. Tại vì mình lấy nó 5.500.000 rồi, tiền cái tiền mà người ta ship xe về đây hết 100 mấy nữa. Tại vì mình ship nhiều đó cả nhà, một lần mình ship nguyên một cái xe tải 30 mấy chiếc là. Đó. Cho nên là cái tiền ship nó rẻ thôi. Nó có 100 mấy à, tại từ Tây Ninh về đây nó cũng gần á. Đó. Rồi tiền công của những anh em đi gom xe nữa. Là xe này mình vô tới cũng 5.700.000 rồi. Mà bây giờ mình bán còn có 5.200.000 là mình bán lỗ nha. Đó, ai nói lời thì mình không biết nhưng mà mình nói là mình lỗ. 5.200.000 nha cả nhà. Quá mềm ha. Rồi như bên đây là chiếc Cirrus RL, xe này mẫu 2010, phiên bản đặc biệt nha. Bánh mâm đẻ màu trắng nâu. Những cái máy này là mình có thử hết rồi cả nhà, máy này rất là êm rồi. Đó. Nước sơn zin nha, nước sơn zin, tem zin, con này là zin chắc hết luôn. Chưa dọn sửa gì hết. Biển số 04644. Giá là Tình đang bán là 8.800.000 này cả nhà, mình giảm 1.000.000 nha, là còn 7.800.000 nha. Rất là mềm luôn. 7.800.000. Rồi như bên đây là chiếc Blast, xe đang còn bọc keo biển số thành phố, xe này ngay chủ nha. Xe này ngay chủ Tình mua nhưng mà cái xe nó giá trị nó không cao, rồi gặp hai vợ chồng người ta đi làm công nhân cho nên mình cũng không kêu nghỉ để đi ký giấy. Xe này á, thì mình có photo giấy chứng minh của anh chủ luôn nha cả nhà. Đây. Xe này thì mình đang bán là 10.500.000. Đấy, hôm nay mình giảm 1.000.000 luôn nha, còn 9.500.000 nha cả nhà ha. Xe zin chưa rớt đầu nè. Đó. Chưa rớt đầu nha. Rất là đẹp luôn, đang còn bọc keo luôn nha. Đây bọc keo nè, mình về mình gỡ keo ra là nó mới nè cả nhà. Đó. Đang còn dán keo nha. Bao đẹp. Đồng hồ chạy mới 27.000 cây nè. Cặp kính zin theo xe. Rồi giá 9.500.000 nha. Rồi như bên đây là Tình còn một chiếc Note 5. Đó, Tình còn một chiếc Note 5. Hôm qua Tình Tình mới nhận cọc của ông anh, nhưng mà ông anh ông lại ông kêu là ông đổi xe đó, ông đổi xe khác, ông cọc qua cái xe Abarth mắc cú cho nên là mình bán lại cho ảnh luôn. Mình đổi cái cọc này qua bên cái xe AB mắc cú cho ảnh luôn. Đây chiếc này là 130-50 nha. Chiếc này Tình đang bán là 7.800.000 nha cả nhà. Thì hôm nay cũng trong đợt giảm giá cho nên mình giảm 1.000.000 luôn nha, còn 6.800.000 nha. Đó, còn 7 xe giảm 7.000.000, quá đã luôn cả nhà. 6.800.000. Rồi, hôm nay Tình còn có nhiêu đây xe thôi để anh em mình biết ha. Rồi những cái clip cũ anh em xem rồi đó thì mình vui lòng là xem cái clip mới đầu tiên mới nhất của mình nha. Thường thường mình phát trên video là mình sẽ quay tất cả cái xe ở cửa hàng, còn xe nào
anh em xem những clip cũ thì vui lòng không có điện cho Tình hỏi là xe này còn không nha cả nhà, tại vì mình bán hết rồi, mình chỉ còn những cái clip mới thôi. Cho nên anh em mình mà mới vào về xem cái kênh của Tình thì mình cứ xem cái tập mới nhất của Tình nha. Ví dụ ngày hôm nay là ngày 20 đi à, thì Tình Tình quay cái tập ngày 20, hoặc là ví dụ như Tình chưa quay tập ngày 20 thì mình có thể mình xem lại ngày 19, cái tập ngày 19 tập gần nhất, hoặc là tập 18 thôi nha cả nhà. Đó, còn mà có tập 20 rồi là xem 20 là nó sẽ là mới nhất của cửa hàng của Tình nha. Rồi, xin chào cả nhà nha. À, hẹn gặp lại cả nhà trong video tập tiếp theo nha cả nhà.